13 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lá chanh. Lá chanh từ lâu đã được biết đến như một loại gia vị trong các món ăn, nhưng chắc ít ai biết rằng trong đông y, lá chanh là một vị thuốc tuyệt vời giúp đẩy lùi được 13 loại bệnh thường gặp sau. 1. Trị sốt rát dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml. Lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. 2. Chữa ho gà. Lá chanh tươi, sắc với vài lá gừng, thêm đường đủ ngọt, uống dần. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu. Tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng. Rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát, sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Bón, chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắc còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. 5. Thanh nhiệt, mát gan. Không nhiều người biết lá chanh có tác dụng mát gan. Để có bài thuốc này, cần 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay. Sắc hỗn hợp này từ 3 bát nước xuống còn 1 bát nước, uống ngày 2 bữa, sáng và tối sau khi ăn, uống liên tục trong 2 tuần sẽ nhận được kết quả. 6. Chữa cảm, sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết ra mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lượng bằng nhau sắc uống trong ngày. 7. Chữa ho do lạnh. Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước, còn 100ml. Khi uống cho thêm ít đường, ngày uống 2-3 lần, dùng trong 3-5 ngày. 8. Điều trị bệnh hen phế quản. Lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, uống ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm đau sưng do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh 10g, lá gai tầm xong 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bột, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt, rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. 10. Làm mượt tóc. Lá chanh, lá bưởi, hương nhu, các vị đều tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch nấu nước để ấm gội đầu, từng gội một lần. 11. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. 12. Bảo vệ răng. Nếu răng lung lay, yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, làm răng chắc hơn. 13. Trị nám sau sinh. Bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong vòng 20 phút, để đẩy tinh chất hấp sau vào da, để nám làm da trắng mịn. Để trị nám, làm da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xong khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trên tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
Đây là cách mà quả khế giết người. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác, quả khế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là kẻ giết người trong nháy mắt bởi nó chứa một loại độc tố đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận. Hiện trước nhà em vẫn còn dấu tích của một gốc khế ngọt nhiều năm tuổi, gợi lại một kỷ niệm đau lòng cho cả gia đình. Cách đây 8 năm, nó đã bị ông ngoại em cưa ngang và đổ nước sôi vào gốc. Nguyên nhân là vì cậu út của em một hôm do đi nắng về khát quá, bẻ cả rổ xuống ăn. Tối hôm đó cậu non ói, lên cơn co giật rồi chìm vào hôn mê. Khi đến cửa bệnh viện, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi hận, ông ngoại trút hết vào những nhát búa bổ xuống chàng chát. Ngày đó em còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mẹ khóc rưng rức vì thương cây khế trước nhà. Vì nay chẳng còn cậu để cõng, nhong nhong ngựa ông đã về nữa. Niềm đau của tuổi thơ làm em mỗi lần đi trên con đường hay vào nhà ai thấy trồng cây khế là dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, gần như bị ám ảnh. Cái chết của cậu mãi mãi kỳ bí cho đến khi em 18 tuổi. Bước chân vào trường y, em mới hiểu nguyên nhân tại sao quả khế lại đoạt mạng cậu. Thật ra ít người biết rằng trong quả khế có chứa một loại độc tố có tên neurotoxin, có thể gây ói mửa, rối loạn tâm thần, hôn mê, động kinh hay thậm chí là tử vong. Độc tố này cũng tìm thấy trong một số loài rắn hay nhện. Ở những người thận khỏe thì độc tố này được xử lý và loại bỏ, nhưng nếu với những người có vấn đề về thận thì bộ phận này không thể giải độc tố trong quả khế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cậu em cấp cứu cũng không kịp, vì khi đó cậu đang bị thận ứ nước độ 2. Chỉ 100ml nước khế nguyên chất cũng có thể gây hại cho người bị bệnh thận, chứ đừng nói là một rổ khế. Nay em kể chuyện nhà, khơi lại chuyện buồn với mong muốn. Nếu nhà ai có người bị bệnh thận, tuyệt đối đừng cho họ ăn khế. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm thói quen dễ dẫn đến ung thư vàm họng mà chúng ta vẫn hoàn nhiên làm hàng ngày. Ít ai có thể ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại này lại khiến căn bệnh ung thư vàm họng đáng sợ ghé thăm bạn sớm. Như mới đưa tin, các fan và người yêu mến Kim Woo Bin cực sốc trước thông tin chấn động nam diễn viên Hàn Quốc này bị ung thư vàm họng. Cần phải khẳng định rằng ung thư vàm họng là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và đang có xu hướng tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Bạn đừng cho rằng phải vì lý do to tát nào đó mà ung thư vàm họng mới ghé thăm bạn, mà chúng có thể phát triển âm thầm do chính những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày của bạn đấy. Hãy điểm ngay lại với những thói quen thường ngày có thể khiến bạn kết bạn với căn bệnh này. 1. Hút thuốc lá. Thuốc lá được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư vàm họng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có hàng trăm lọ hóa chất độc hại gây độc tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư cho người hút thuốc như nicotine, benzene, hydrocarbon, nitrit. Khi đốt thuốc, các chất ung thư hít vào phổi gây phá hủy chức năng bảo vệ đường hô hấp, gây viêm niêm mạc và biến đổi tế bào biểu mô, cuối cùng dễ dẫn đến ung thư hô hấp, trong đó có ung thư vàm họng. 2. Uống rượu bia nhiều. Bạn tin không, khi rượu bia là nguyên nhân chiếm tới 1/3 trường hợp mắc bệnh ung thư vàm họng đấy. Vì sao ư? Bởi khi vào cơ thể, dưới tác dụng của enzyme glucose dehydrogenase, rượu oxy hóa thành acetaldehyde, một chất gây ung thư, gây tổn thương DNA. Việc uống rượu làm tăng acetaldehyde trong nước bọt, làm tổn thương DNA ở các tế bào niêm mạc miệng, họng, thực quản và đường hô hấp trên. Chính những điều này đã làm tăng nguy cơ gây ung thư vàm họng. Vì thế, hãy tránh xa bia, rượu nếu bạn không muốn dính dáng tới căn bệnh này. 3. Yêu bằng miệng. Quan hệ tình dục bằng miệng được nhiều cặp đôi lựa chọn
nhằm tăng cảm giác mới lạ trong đời sống tình dục. Tuy nhiên, cách yêu này tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng đáng sợ. Lý do là bởi bạn hoàn toàn có thể lây hoặc truyền virus HPV cho người ấy. Virus HPV là một loại virus nguy hiểm, đặc biệt là virus HPV 16 có trong tất cả các bệnh ung thư. Khi virus này xâm nhập vào cơ thể qua con đường quan hệ tình dục, chúng sẽ bám rễ ở khoang miệng và gây bệnh. Nếu không chữa trị được dứt điểm, biến chứng của bệnh sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư khoang miệng, ung thư vòm họng cao. 4. Ăn quá nhiều thịt đỏ được chế biến sẵn. Thịt đỏ cung cấp cho ta một nguồn năng lượng và chất đạm tốt. Nhưng những loại thịt đỏ chứa nhiều muối hạt chế biến sẵn, đa phần có chứa nhiều muối nitrat hạt nitrit. Khi hấp thụ vào trong người với số lượng lớn, những chất này dễ gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vòm họng. Ngoài ra, việc ăn thịt nấu chín ở nhiệt độ cao tạo ra một loại hóa chất được gọi là heterosilic amine, cũng tiềm tàng nguy cơ gây ung thư vòm họng. 5. Ăn thực phẩm lên men. Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng việc ăn thực phẩm lên men, đồ muối quá lâu như dưa, cà tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là ung thư dạ dày và vòm họng. Sau thời gian ngâm muối lâu ngày, nhiều thành phần trong thực phẩm có thể bị biến chất, dễ làm phát triển tế bào ung thư ở vòm họng, dạ dày. Đặc biệt, đồ muối quá chua, quá lâu, nổi váng có khả năng tích tụ nhiều vi khuẩn độc hại. Vì thế, bạn nên tránh tiêu thụ những loại thực phẩm này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cọt sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ, mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau,
cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống một lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gài cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiềm tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái nguy hiểm không ngờ của nước dừa. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Nước dừa là loại nước uống tự nhiên, có tác dụng giải nhiệt vào mùa hè rất tốt. Đây là loại nước được sử dụng làm đồ uống phổ biến ở các nước nhiệt đới. Trong nước dừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất như kali, canxi, chlorine có tác dụng bồi dưỡng cơ thể. Theo đông y, nước dừa có tính hàn,
tác dụng làm mát, giải nhiệt cơ thể. Không chỉ làm nước giải khát, nước dừa còn được sử dụng để điều trị bệnh trong một số trường hợp. Ví dụ như nước dừa có thể dùng để làm dịch truyền tại một số nước không có sẵn nước muối y khoa. Thông thường, nước dừa có thể dùng để làm nước điện giải trong trường hợp bị mất nước. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Những trường hợp lạm dụng nước dừa đem lại kết quả xấu được các nhà khoa học thống kê như sau. 1. Uống khi đi nắng về, dễ ngã bệnh. Nước dừa dù là thứ nước dùng để giải khát, giải nhiệt, nhưng kinh nghiệm dân gian từ xưa đã đúc kết đây không phải là loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về. Trong dân gian có câu, đi xa ngoài nắng, về nhà đứng uống nước dừa sẽ trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, ham hấp sốt, thậm chí sốt cao. Nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc, mất sức, nếu vội vã uống nước dừa sẽ làm cho chân tay bủn rủ, giảm sức dẻo dai và vặn xạ nhanh nhẹt. Nếu muốn giải khát bằng nước dừa, cần phải tuân thủ một nguyên tắc là ngồi nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục năng lượng, uống nước dừa từng chút một và không uống quá nhiều. 3. Gây hại sức khỏe nếu uống quá nhiều. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, giám đốc trung tâm điện dẫn điều khiển liệu pháp và xoa bóp Việt Nam, nước dừa rất có hại cho sức khỏe nếu uống nhiều với lượng 3 đến 4 trái trên một ngày. Đặc biệt, với những người bị suy nhược cơ thể, huyết áp thấp, thể hàng 2 lần, thì tác hại này càng rõ rệt. Chiếu theo đông y, nước dừa thuộc âm, có tính giải nhiệt, làm mát. Nếu uống với lượng nhiều nhất định, sẽ làm giảm huyết áp, mềm yếu căn cơ. Vì thế, nếu lạm dụng quá nhiều nước dừa hàng ngày, sẽ làm sức khỏe suy yếu đi, huyết áp tụt xuống thấp, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, với những người có sẵn bệnh huyết áp thấp, cảm lạnh, thấp khớp, bệnh trĩ, thì không nên dùng vì có thể đem lại những tác hại khôn lường. 3. Những người không nên uống nước dừa. Vì những hạn chế trên của nước dừa mà những đối tượng sau đây cần hạn chế uống nước dừa, một số trường hợp cần kiêng hẳn nước dừa. Những người được bác sĩ đông y chẩn đoán là có thể tại giặc âm. Những người này thường cơ thể hơi yếu, da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, chân tay hai lần, ăn uống khó tiêu, chậm tiêu, dễ bị tiêu chảy, phần mềm. Những người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, thấp khớp, mệt tim do lạnh là những bệnh thuộc thể hàn, nên kiêng nước dừa vì nước dừa cũng thuộc âm, tính hàn. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Thông thường, phụ nữ có thai 3 tháng đầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo. Nhưng thực tế, nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ốm nghén của phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm,
với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.